Cô xin chào các em học sinh khối lớp 4 đến với tiết học toán của ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài hai đường thẳng vuông góc. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô và các bạn cùng nhau khởi động. Đố các em, đây là góc gì? Cô dùng eke đặt vào thì cô thấy đây chính là góc vuông đỉnh O cạnh OE và OF. Tiếp theo các em quan sát nhé. Đố các em đây là góc gì? Ở góc này cô dùng eke. Cô đặt vào, cô thấy góc nhỏ hơn góc vuông nên cô biết đây chính là góc nhọn đỉnh O cạnh OA và OB. Tiếp theo nhé. Cô mời các em quan sát. Đố các em biết đây là góc gì? À, cô đặt eke vào, cô thấy góc này lớn hơn góc vuông nên cô nói đây chính là góc tù đỉnh O cạnh OM và ON. Đố các em đây là góc gì? Thì góc này các em thấy nó bằng hai góc vuông nên chúng ta đoán được chính là góc bẹt đỉnh O cạnh OA và OB. Vậy là cô và các em vừa khởi động xong. Thì một chút kiến thức ở phần khởi động đã giúp cho các em nắm được bài cũ. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau qua bài mới. Bài ngày hôm nay, hai đường thẳng vuông góc. Cô mời các em quan sát lên màn hình. Trên màn hình của cô có một hình chữ nhật A, B, C, D. Cô sẽ kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật A, B, C, D. Thì lúc này cô sẽ được hai đường thẳng vuông góc với nhau. Và hai đường thẳng này vuông góc với nhau tại điểm C. Cô dùng eke để kiểm tra. Sau phần kiểm tra, cô thấy hai đường thẳng BC và DC vuông góc với nhau và tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh C. Lúc nãy, các em có thấy cô kiểm tra hai đường thẳng vuông góc bằng cách nào không? Đó chính là cô dùng eke. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em các bước để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc bằng eke nhé. Bước 1, ta sẽ xác định góc vuông của eke ở vị trí này. Sau đó bước 2, đặt eke sao cho góc vuông của eke trùng với một góc ở đỉnh. Cạnh góc vuông thứ nhất của eke trùng với một đường thẳng. Đây, như ở đây các em có thể thấy cô đặt trùng với đường thẳng BC. Bước 3, ta kiểm tra xem đường thẳng thứ hai có trùng với cạnh góc vuông thứ hai của eke không. Đó chính là đường thẳng DC. Đây, chúng ta thấy rõ ràng là trùng ha các em. Qua các bước này, cô và các em đã kiểm tra được hai cạnh BC và DC là hai đường thẳng vuông góc với nhau. Chúng ta thường dùng eke để kiểm tra hoặc là vẽ hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh O. Bây giờ cô và các em cùng nhau sang bài tập 1. Bài tập 1 dùng eke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không. Ở đây, cô mời các em dừng màn hình lại và bắt đầu làm bài. Các em nhớ sử dụng eke thật là cẩn thận và kiểm tra thật đúng nhé. Cô mời các em làm bài. Các em đã làm bài xong chưa nào? Nếu rồi, cô mời các bạn nhìn lên màn hình với cô.
Ở câu A, cô có hai đường thẳng IH và IK. Bây giờ cô tiến hành đi kiểm tra. Cô dùng eke để kiểm tra. Thì khi cô đặt eke vào hình A, cô thấy đường thẳng IH trùng với đường thẳng vuông góc đầu tiên của eke, và đường thẳng IK thì trùng với đường thẳng vuông góc thứ hai của eke. Vậy lúc này ta thấy đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau. Còn ở hình B, khi cô đặt eke vào để kiểm tra đường thẳng MP và MQ, ta thấy đường thẳng MP không có trùng với cạnh vuông góc của eke, nên cô nói hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau. Cô mời các bạn nhìn lên trên màn hình và sửa bài. Nếu các bạn làm đúng, cô có lời khen các bạn. Tiếp theo, chúng ta cùng qua bài tập 2. Đề bài như sau. Cho hình chữ nhật ABCD. AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc có trong hình chữ nhật đó. Cô mời các bạn dừng video lại, dùng eke kiểm tra, sau đó viết ra những cặp cạnh vuông góc với nhau. Các bạn đã làm bài xong chưa nào? Nếu rồi, cùng cô kiểm tra nhé. Cô đặt eke vào góc đỉnh B của cạnh AB và BC. Sau đó cô lại tiếp tục đặt eke vào góc đỉnh C. Cô lại tiếp tục đặt vào đỉnh D và tương ứng với đỉnh A. Từ đó, cô có thể nêu được từng cặp cạnh vuông góc như sau. Có 4 cặp cạnh vuông góc với nhau là AB và BC, BC và CD, CD và DA, cuối cùng là DA và AB. Nếu như các bạn tìm được giống cô thì chúc mừng các bạn đã làm bài đúng. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua bài tập 3. Các em hãy dùng eke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau. Cô mời các bạn dừng video lại, dùng eke kiểm tra và làm bài. Các bạn đã làm bài xong chưa nào? Nếu rồi, cô mời các bạn quan sát lên màn hình và kiểm tra với cô. Cô bắt đầu dùng eke để kiểm tra. Sau khi các bạn đã quan sát cô kiểm tra xong bằng eke, thì chúng ta có thể dễ dàng nêu ra từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình. Có hai cặp cạnh vuông góc với nhau là AE và ED, ED và DC. Vậy là cô và các bạn đã hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay. Các bạn nhớ xem lại bài. Chào tạm biệt các bạn.